Trước đây, chăn nuôi theo hướng truyền thống, đàn bò của gia đình chị Trịnh Thị Cảnh, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, ít khi được tẩy giun và cho ăn theo chế độ dinh dưỡng đảm bảo. Từ khi tham gia mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo hướng an toàn sinh học, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, chị Cảnh đã biết cách chăm sóc đàn bò, cho ăn đủ dinh dưỡng, tẩy giun định kỳ. Nhờ đó, sau hơn 3 tháng nuôi, đàn bò 10 con của gia đình chị phát triển khá tốt. Vâng, trong cái thời gian vỗ béo này thì chúng tôi cũng rất là cần để con bò nó được tăng cái sản lượng thịt, nó vỗ béo để cũng được ra thị trường được một cái sản phẩm, được một cái chất lượng thịt để đạt với cái nhu cầu thị trường bây giờ. Trong cái giai đoạn vỗ béo này ấy, thì là khi từ mẫu mã cho đến chất lượng thịt thì các cái thương lái họ đến thì là họ cũng rất là ưng ý. Tham gia mô hình chăn nuôi bò, gia đình ông Liễu Văn Báo, xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn không chỉ được hỗ trợ thức ăn hỗn hợp và thuốc tẩy ký sinh trùng cho bò mà còn được hướng dẫn kỹ thuật chế biến, bảo quản thức ăn và cách vỗ béo bò. Gia đình tôi được nhận hỗ trợ cám mới thấy đàn bò thì nó bắt đầu thì mình sử dụng cám và thấy cái lông nó mượt hơn này, cái da nó cũng đẹp hơn này, mà cái con bò nó lên cân hẳn. Mô hình nuôi bò thịt vỗ béo thương phẩm an toàn sinh học được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023 với quy mô 34 con bò của 5 hộ gia đình trên địa bàn xã Linh Sơn và phường Cam Giá. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi cùng tập huấn kiến thức, kỹ năng trong chăn nuôi vỗ béo bò, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Đến nay, đàn vật nuôi của các hộ cơ bản phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho kết quả khả quan. Với cái mô hình triển khai ở đây thì chúng tôi có cán bộ hướng dẫn kỹ thuật thường xuyên là bám sát, theo sát cái mô hình hướng dẫn bà con. Trước tất cả những con bò trước khi vỗ béo này đều được tiêm phòng, tẩy ký nội ngoại, ký sinh trùng. Vì vậy để đảm bảo phát triển, thì qua cái đánh giá của cái mô hình thì chúng tôi thấy ở đây là bà con đã thực hiện nghiêm đúng theo những cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, khối lượng tăng bình quân của con bò ước đến cái thời điểm này là đạt so với lại cái. Có thể thấy mô hình nuôi bò thịt vỗ béo an toàn sinh học đã và đang cho hiệu quả thiết thực. Mô hình sẽ là một hướng đi đúng, đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và môi trường, thúc đẩy phong trào chăn nuôi bò thịt, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đồng thời góp phần tuyên truyền nhân rộng mô hình ra đại trà.